Rồi rồi rồi, hai chú cá bóng gặp gỡ các bạn ơi. Đó. Ra ghê quay hàng mà không ngờ quay mấy em cá bóng luôn các bạn. Đó, hai em đang gặp gỡ, đang trao đổi nhau. Đúng, bơi tí luôn. Ghê vậy. Đang xếp hàng bơi tí, bơi đi, bơi. Hai con đá các bạn. Sùng mang nó đá nhau kìa. Đó đó, múc ghê không? Thôi, để tiếp tục quay em hoàn hàng đây. Hai em này đá dài. Hồi giờ mấy bạn thấy cá sim, cá phương, cá bảy màu rồi đá đúng không? Bây giờ mấy bạn thấy cá bóng đá chưa đó? Đó, hai em đang đá nha bạn. Đó, xung không? Trận mang lên quất. Quất. Chú ơi. Bóp ông chạy luôn, ghê không? Quá là đẳng cấp nha bạn. Ok. Rồi đứng im luôn rồi. Đó đó đó, trận mang nữa đó. Hết luôn rồi. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Cùng mình ra ghe coi bằng Phong với lại em Hoàng hàng cái bộ cho ghe để kịp chạy biển ra sao nha. Let's go đi thôi. Giờ coi bạn Phong với em Hoàng hàng có bộ xong xuống ghe hàng bộ cho ghe nha các bạn. Hỏi vậy nè, chắc hai bên chắc chắc. Đây. Rồi xong chấm hàng này xong xuống ghe là hàng nha bạn, hàng vô cho ghe nha bạn. Thay cái đoạn cũ đi các bạn. Ấy cái mới vô nè. Đó. Cái ống mới các bạn. Như cũ của nó nha bạn. Đó, cũ của nó nè, cũ nó bỏ đi các bạn. Bị mớp méo á. Giờ em Hoàng với lại bạn Phong đang chấm hàng. Rồi chấm cái bên đi. Mình chấm cho bạn. Bên này không có đó. Đặt xíu nữa. Nghe sát chưa? Xem trong đó. Sao không? Cái lùn. Cái ống này thỉnh nè, ống này kiếp nhiều rồi. Vàng mà. Rồi chấm hai bên đó. Rồi. Quê chấm xong hàng lại nha bạn. Yeah. Chấm xong tí nữa mới hàng hàng xong mới đem nguyên cái cây bồ xuống ghe xong ráp vô nha bạn. Dạ các bạn. Xong rồi giờ chắc hàng nha bạn. Phong, bạn Phong đang canh lại cho nó ngay ngắn nha bạn. Rồi chấm, khó lại luôn. Khó, xóa khó lại luôn nha bạn. Khó là hàng chết vô luôn á. Hàng bên này xong tới nữa là hàng cái cò bô dưới này nữa sao bạn hết. Xong mới xuống ghe bắt vô cho ghe nha bạn. Là hoàn thành nha bạn. Mới đi mua cái đoạn ống dài rồi. Ống mới luôn bạn ha. Cái này đúng
dài quá luôn ạ. Hoàng xuống đây chấm nha bạn, đang bàn bạc. Cái mẹ nó xuống cái đó, cái gì nó nghe không mà cái chữ luôn. Chắc này có lại cái đúng không? Đang tra lại nha bạn. Ok chưa? Ngắn nào? Cái này nè. Cái bực cái đây bỏ vô chính giữa này hàng. Hàng cái được ấn lên trên là hàng ngang lãnh hùng. Hai người đang bàn cái gì nha bạn? Hai nghe nó đang cứng bàn hàng cái gì nữa sao bạn? Bây giờ mình đặt lại nó đi. Hoàng đang hàng chết vô luôn mà. Ấy chấm 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 thôi cho mà kéo được nha bạn. Người chỗ nó ấy ấy thì còn kéo được chứ mấy chỗ này khó kéo các bạn. Quỷ keo rồi. Nhà ông nói giờ ông uống đéo đâu mua.
nước bọt nước mép nó chảy ra, nước bọt nước mép nó chảy ra. Dạ. Đấy, bên kia bây giờ qua đây hàng nha các bạn. Đấy là em hoàn hàng một cái đoạn này nha bạn. Giờ bỏ lại cho phòng hàng nha bạn. Không bằng phòng đằng hàng nha bạn. Nghĩ đúng không ạ? Dạ, 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 Cũng gần xong rồi nha các bạn. Gần xong này là xong, bạn Phong chở xuống ghe xong ráp vô nha bạn. Xong rồi bạn Phong chở xuống ghe cho em Hoàng ráp nha bạn. Giờ là mình với bạn Phong chở cái bô xuống ghe ráp nha bạn. Đó. Phong đang chở các bạn. Ghê không? Tay lấy lụa luôn các bạn. Ở đây cửa. Thằng ra.
đó giờ giữ cho em hút hoàng chấm nha bạn. Đẩy đều vô. Đẩy đều vô. Hết rồi. Đụng à. Đụng rồi. Đụng rồi. Ngay cái chỗ này điểm cũ nó nè, hở đi. Hở dưới vậy. Chấm khó. Chạy đi kia bà ấy. Bây giờ em Hoàng đang hàng nha bạn. Hả? Cái gì em mời xem like nha. Cơ khí và khám phá anh. Nó bộ vàng bạn. Cảnh vậy, à? Cơ khí và khám phá anh. Cơ khí và khám phá. Và khám phá. Nó giờ em Hoàng đang hàng các bạn. Đang hàng bùa. Đó. Bùa cao lắm mặt. Nó chặt quá khó hàng lắm rồi. Thôi để mình Lâm quay mấy thợ mộc tí nha. Đây là chú thợ mộc đang ấy khổ luôn nha. Còn cái em Hoàng với là anh chú ghe đang nói chuyện. Và hàng nó bô nha bạn. Đó mọc luôn bạn. Đó giờ em Hoàng đang hàng nha bạn. Bên này là nước tôi cạn thấy cá luôn bạn. Đó thấy em cái bóng đang bơm đó đó đó. Đó đang tung tăng nha bạn. Đó đó đó. Đang đi kiếm mồi các bạn. Quá là ok nha bạn. Ra ghe này quay cũng nhiều cảnh cũng thú vị cho mấy bạn. Hoàng đang hàng nha bạn. Đó. Hàng với ghe nó hơi cực tí bạn ha. Phải cúi đầu rồi xuống này cái hàng các bạn. Khổ lắm bạn. Ở trên này nó còn dễ chứ ở dưới nó khó lắm. Bên này chăm chú, bên này cũng chưa hàng nha bạn đó thấy không? Này xong lên hàng cái bát ở trên nữa các bạn. Hàng bát trên nữa ok. Nó có đang đầu hàng cái nước. Ủa? Ủa? Ở trên mới chấm mà. Hàng rồi hả? Biết đâu. Nãy giờ lên quay chú thợ mộc tí. Nhìn à, nhìn anh cá bóng bơi tiếu lâm thiệt chứ. Đúng có một con một luôn các bạn, thấy không? Đó. Một con một à. Bơi. Bơi đi. Để rồng người đắng đi. Đó 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 đó, nổi bơi ghê các bạn. Đó đó, lặn qua lặn lại. Này là em Hoàng đang hàng ở dưới đáy nha bạn, mình không có tới chỗ đó quay được nha bạn. Đó, đang hàng bạn, hàng đút dưới đáy á. Đang hàng 4G nha bạn. 7G chứ 4G là gì nữa, thời giờ mà dòm dưới đáy mà 4G. Cái cửa khổ mà. Cái cây ngán này nè bạn, đó, cái ngán này nè nó dài đó cho nên khó hàng. Cúi xuống rồi nó khó hàng lắm bạn.
Hoàng cũng qua đây hàng rồi các bạn đó. Sang bên này nữa xong nha các bạn. Cuối xuống nhiều khi nó mỏi cổ đau lưng lắm các bạn. bóc giam hoàng vé hả? Bóc giam hoàng vé đi mát xe cả mấy bạn ơi. Nó đi gấp nước nha, làm ai chịu đâu nha. Con rớt ôm thằng này rớt cả. Trời ơi. Vui vậy đó mình. Chắc mình không vui vậy. Còn tí nữa nha bạn. Rớt mình tụi bay cừ tao rồi. cừ chung cho vui vậy. Trên là nãy bạn Phong Hà các bạn. Bắt đó bạn Phong Hà nha các bạn. Rồi dưới này là em Hoàng ha, cũng gần xong rồi bạn. Xem điện thoại các bạn. Hồi nãy mới vừa ra là anh kêu kênh là gì, mình đưa cái kênh của mình cho ảnh coi luôn nha các bạn. Quá là tuyệt vời nha các bạn. Anh Hoàng đang hàng tí nữa. Bây giờ Hoàng đang hàng tí nữa nha. Mình leo lên ghe các bạn. Bây giờ mình ở dưới, bây giờ mình leo lên nha các bạn. Chắc là bon gà chấm nó xong các bạn. Đó, ghe bạn, ghe mới vừa hàng bô xong nha bạn. Đó, mới hàng bô xong bạn. Đó ghe này bạn. Đeo hàng ghe, hàng bô cho ghe của mình cũng đến đây xin kết thúc nha. Tại vì em Hoàng cũng là hàng bô cũng xong nha bạn. Bây giờ em Hoàng đang dọn mấy hàng rồi vô nha. Mình kết thúc video tại đây nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Để mình có thể có động lực ra video hay hơn nha bạn. Bye. Hẹn gặp lại các bạn những video khác nha.